Xin chào tất cả bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2021, và chúng ta có rất nhiều các thông tin liên quan đến thị trường tài chính trên toàn cầu. Các cái chỉ số chứng khoán tại châu Âu đã cho thấy con số giảm điểm hàng loạt. Các cái chỉ số hợp đồng tương lai tại Mỹ cũng không mấy triển vọng. Chứng khoán châu Á cũng bị tác động rất là mạnh. Mặc dù chỉ số VN Index ngày hôm nay ở thời điểm này kết thúc phiên giao dịch thì đã tăng điểm nhẹ, nhưng chỉ số VN30 thì cho con thấy các con số giảm điểm màu đỏ rất là rõ ràng. Thế thì ngoài ra những cái thị trường tài sản khác, anh Tuấn ạ, ví dụ như là Bitcoin bắt đầu giảm xuống dưới 40.000 rồi, có thời điểm xuống khoảng 38.000 đồng một bit sau cái sự kiện là Elon Musk đã đưa ra cái dòng tweet của mình trong cái việc là Tesla sẽ có thể xem xét ủng hộ lại Bitcoin. Thì giá của một đồng BTC nó tăng trên 40.000, nhưng ngày hôm qua thì giảm đâu đó khoảng 38.000. Ở thời điểm này tôi vừa mới xem thì cũng khoảng hơn 38.000 đến 39.000 đô một bit thôi. Giá vàng giảm mạnh. Con số thời điểm hiện tại tôi đang có ở đây là giá vàng thế giới, con số rất là bất ngờ, khoảng 1.806, 1.807 giữa giá Bit và giá Ounce trong một ounce. Và giá vàng ở Việt Nam cũng vậy anh ạ, sáng ngày hôm nay mở cửa đã giảm mạnh khoảng hơn 300.000 một lượng đối với vàng SJC. Và đến buổi chiều thì có lẽ có thể con số có thể giảm hơn. Đấy, mặc dù chúng ta biết là vàng SJC ở Việt Nam rất là giữ giá. Thế thì với những cái sự kiện như thế này, câu chuyện đặt ra của chúng ta là có những cái yếu tố nào mà ngày hôm qua nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu như vậy anh Tuấn? Vâng. Thì xin chia sẻ với các bạn khán giả của chương trình Tài chính Kinh doanh. Thì nếu các bạn quan tâm đến tài chính thì chúng ta đều biết cái vai trò rất là quan trọng của Fed, đúng không ạ? Và Fed thì có một cái ủy ban gọi là FOMC, đó là ủy ban thị trường mở của Fed, thì nó sẽ gồm 12 thành viên, gồm 7 thành viên chính thức cộng với cả 5 trên 12 thành viên luân phiên của các gọi là ngân hàng của các bang. Thế thì ngày hôm qua ngày 15 tháng 6, đêm ngày 15 tháng 6 và dạng sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Mỹ thì đã có công bố cái biên bản thuật ngữ của các trader hay nói, đó chính là cái dot plot. Dot plot ở đây thì có nghĩa là gì? Dot plot thì nó sẽ gồm cái kỳ vọng về cái lãi suất của các thành viên ở trong ủy ban thị trường mở về lãi suất ở trong có 3 cái kỳ hạn đầu tiên ấy, đó chính là năm cuối năm hiện tại. Thứ hai là trong họ sẽ chia ra mà hai khu vực, một là khu vọng tương lai, tức là trung và dài hạn là trên 3 năm. Thế còn từ 1 đến 3 năm họ sẽ đưa ra cái kỳ vọng của họ về lãi suất. Có một cái điểm hay ở đây là mỗi một cái kỳ vọng thì sẽ được biểu hiện bằng một cái dấu chấm, và nó được hoàn toàn ẩn danh, có nghĩa rằng là sẽ không biết là thống đốc của bang nào, của ngân hàng bang nào sẽ đưa ra cái kỳ vọng như vậy, và đây hoàn toàn là một yếu tố định tính. Nhưng thì chút nữa tôi sẽ có thể chia sẻ với cả mọi người rằng là cái yếu tố này ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến thị trường thông qua cái giá future, và sau đó thì thị trường sẽ dựa vào cái đánh giá đó và sẽ đưa ra những cái gọi là khi mà ảnh hưởng đến lãi suất là cái yếu tố chiết khấu của toàn bộ nền kinh tế, thì anh sẽ thấy rằng là một số các cái tài sản nhạy cảm về lãi suất thì sẽ được định giá lại. Tất nhiên rồi, ở đây các bạn đang thấy trên màn hình của tôi đây là new dot plot. Vâng, đây là cái cuộc họp ngày 16 tháng 6 năm 2021, tức là đêm ngày hôm qua. Vâng. Xin giải thích một chút để nếu bạn nào không hiểu. Vâng. Dot có nghĩa là một dấu chấm, đúng không ạ? Ở đây ví dụ như các cái chấm này. Vâng. Và mỗi một thành viên của FOMC, vâng, thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, tức là ngân hàng trung ương tại Mỹ, thì các cái thành viên đó là những người đại diện cho Fed tại các cái tiểu bang, và họ sẽ như anh Tuấn vừa giải thích là ẩn danh, và họ chấm cái kỳ vọng của mình trên một cái ma trận như thế này để dự kiến liên quan đến cái chuyện là lãi suất cho thời điểm cuối năm hiện hành và 2 cho đến 3 năm tới, đúng không ạ? Đấy. Thế thì anh có thể giải thích kỹ hơn cho mọi người biết là với new dot plot, tức là cái bảng mà chấm của các cái thành viên của FOMC, của Fed vào đêm ngày hôm qua, thì nó phản ánh cái gì? Vâng, trước khi đi vào chi tiết thì tôi cũng phải xin chia sẻ một chút, đó là FOMC sẽ họp
trung bình là 8 lần một năm, một cái cuộc họp bí mật, và sau đó chỉ có cái biên bản họp được đưa ra ngoài công chúng để thể hiện cái kết quả của cái việc họp này. Và có một kỳ họp bất thường nữa, thì ở đây thì sẽ thể hiện rằng là kỳ vọng của từng thành viên ở trong Ủy ban Thị trường mở Mỹ nghĩ gì về cái lãi suất sẽ là phù hợp. Thì anh có thể nhìn thấy năm 2021 thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng là hôm trước thì tôi đã nói rất là nhiều về cái về công thức Taylor rồi, đó là khi mà nền kinh tế GDP chưa tăng trưởng đủ thì lãi suất vẫn phải giữ ở mức thấp. Thì hiện tại tất cả các thành viên đều cho rằng ở cái mức giữa mức 0 và 0,25 là mức hợp lý, đúng không ạ? Năm 2021 đây chấm các cái chấm rất là thấp chấm, rồi và ở đây là năm 2022 thì một số thành viên nghĩ, có hai thành viên nghĩ rằng là cái mức lãi suất nó phải trên 0,5 đúng không ạ, và năm thành viên sẽ cho rằng là tiệm ở mức giữa tiệm cận 0,5 và họ sẽ cũng tương tự, đây là năm 2023 và trên 3 năm thì người ta gọi là long term, dài hạn đấy. Vâng, và cái điểm hay rằng là sau khi thống kê như vậy thì nó có một cái giá trị trung bình, đúng không ạ? Giá trị trung bình của tất cả những cái những cái đánh giá thì anh sẽ thấy rằng là cái thị trường future của Mỹ họ sẽ phản ánh ngay rất là khớp với cái giá trị trung bình của cái đánh giá của các thành viên của Ủy ban Thị trường mở. Thế thì cái điều này ấy, thì nó sẽ khẳng định lại cái ưu tiên của Fed trong thời gian tới, đó là chưa tăng lãi suất ngay trong năm 2021, thậm chí còn chưa dừng lại cái kế hoạch mua trái phiếu từ các ngân hàng. Chính vì vậy nên là những cái tài sản mang tính chất phòng thủ như vàng là ngay lập tức sẽ giảm giá, và thị trường cổ phiếu thì sẽ sôi động, vẫn tiếp tục, người ta gọi là cái vấn đề về tiền rẻ ít nhất là đến năm 2021 vẫn được giữ nguyên, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nhìn lại năm 2022 họ đang projection, tức là họ đang dự tính thì lãi suất vẫn ở cái mức là thấp, thấp. Và bắt đầu có thể bắt đầu từ năm 2023 thì lãi suất mới bắt đầu có xu hướng lên. Thế thì ở đây thì lúc nào là các cái đối tượng trong nền kinh tế cũng sẽ hành xử theo kỳ vọng, đúng không anh Long? Thế thì cho xin phép tôi quay lại cái biên bản của kỳ họp lần trước, được không? Yeah. Chúng ta sẽ nhìn là 2021 này, 2022 này và 2023, chúng ta chỉ nhìn ba cái kỳ hạn này thôi để xem nó có khác biệt gì không. Yeah. Như ban nãy mà tôi có nói đấy, ở cái kỳ họp của 3 tháng trước thì anh có thể nhìn thấy min của tất cả các thành viên ở năm 2022 và năm 2023 vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên đã có cái sự thay đổi vào kỳ hạn 2 năm ở thời điểm hiện tại và trong cái kỳ họp trước lẫn kỳ họp như vừa rồi. Như vậy thị trường đang nhận một cái tín hiệu từ Fed, đó rằng là cái việc tăng lãi suất ngay lập tức thì là chưa có. Các cái việc dừng mua các cái tài sản gọi là tapering, gọi là cái việc siết van thì vẫn chưa có. Tuy nhiên hiện tại thì kỳ vọng của các thành viên ở trong Ủy ban Thị trường mở Mỹ là đã xuất hiện là năm 2023 là lãi suất đã cao hơn rồi. Thì như vậy rằng là khẳng định thêm một điều rằng là GDP và inflation về lạm phát đã có cái xu hướng và mọi người đã bắt đầu tính đến cái phương án đó. Nhưng một cái điểm ở đây tôi phải lưu ý với tất cả các bạn rằng là thứ nhất là FOMC sẽ họp 8 lần một năm và một lần bất thường. Cái việc mà đây chỉ là kỳ vọng mang tính chất định tính. Tuy nhiên Fed là một cái đơn vị người ta gọi là data driven, tức là sẽ tất cả các hành xử của Fed sẽ dựa trên số liệu. Chính vì vậy đây chỉ yếu tố mang tính chất định tính. Thế còn thực tế khi các cái yếu tố nền tảng của nền kinh tế thay đổi thì họ sẽ hành xử theo số liệu của thị trường. Chứ còn ở đây chỉ là đánh giá mang nhưng tính chất chủ quan. Nhưng mà tôi hình dung như vậy thì nếu như mà kỳ họp lần trước thì mọi thứ vẫn còn giữ nguyên, thị trường tiền hoàn toàn rẻ, vâng, đúng không anh? Đến kỳ họp lần này bắt đầu là có những thành viên của FOMC nghĩ rằng là tiền phải đắt lên, đúng không? Đúng đấy, tôi hình dung như vậy, có nghĩa rằng là lãi suất nó phải tăng lên ở kỳ 2023. Đúng rồi. Đấy, mà nhưng 2022 là tôi thấy ở đây đã có nhiều dot ở phía trên rồi. Đúng rồi. Đấy, đây là cái bản cũ. Khi mà chúng ta nhìn vào biên bản chúng ta có thể nhìn thấy thứ nhất là cái giá trị trung bình ở đâu và cái độ phân bổ. Chính vì vậy là cái dot plot này rất hay, nó sẽ thể hiện là quan điểm của từng thành viên nó đang ở đâu. Hiện tại thì chỉ có một, ví dụ như ở đây là chỉ có một thành viên nghĩ là cần lên thôi. Được. Đúng không ạ? Nhưng mà ở thời điểm 2023, đây là biên bản cũ nhá, biên bản 3 tháng trước thì đã có rất nhiều thành viên lên trên rồi. Tôi xin phép được quay lại cái biên bản hiện tại. Anh Long có thấy không? Tôi thấy rất nhiều, ngay cả 2022 đã tăng lên. Vâng, tất cả là 2022 thì đã ít nhất ở đây là có 9 phiếu là nghĩ là từ 0,25 trở lên, đúng không ạ? Thế còn ở đây năm 2023 chỉ còn có 5 phiếu thể hiện là cái mức lãi suất thấp như hiện tại thôi. Còn đâu tất cả mọi người đang nghĩ, thậm chí bắt đầu có xuất hiện con số ở đây, tôi nhìn ở đây là khoảng 1%, đúng không anh Long? Trên 1%. Trên 1%. Trên 1%.
Thế thì ngay lập tức thì các bạn có thể thấy rằng là Fed Fund Future là ở trên giao dịch ở trên thị trường CME đã phản ánh ngay các cái giá trị trung bình ở các của các năm 2022 và 2023. Và như vậy thì cái việc mà kỳ vọng vào thị trường của các cái nhà tạo lập cũng như là cái người điều hành ngay lập tức đã phản ánh vào thị trường. Và chính vì vậy nó sẽ gây ra cái sự biến động của các loại tài sản. Rồi, cảm ơn anh Tuấn đã giải thích câu chuyện là các thành viên của FOMC đã đưa ra ý kiến của mình thông qua cái việc là chấm thôi, dot tức là chấm thôi, một cách ẩn danh trên cái kỳ vọng của mình về lãi suất. Và nó phản ánh một cái xu hướng, nó phản ánh một cái, bởi vì thị trường tài chính là thị trường kỳ vọng. Đúng rồi. Và nó đã phản ánh cái xu hướng kỳ vọng của những nhà tạo lập thị trường thay đổi thì lập tức thị trường nó phải phản ứng theo. Và như chúng ta đã thấy giá cổ phiếu, các thị trường cổ phiếu trên thị trường châu Âu là sụt giảm, châu Á sụt giảm. Duy nhất VN Index của mình là F0 vẫn còn hung hãn lắm, cho nên là nó vẫn cứ tăng. Vâng. Đấy, tăng nhưng tất nhiên là tăng nhẹ thôi, và VN30 thì bắt đầu kéo dần trở lại cái mức khoảng cách giữa VN30 VN Index, nó không còn lớn như trước nữa. Trong suốt giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là các cái cổ phiếu ngân hàng đã dần dần là có một cái sức ép rất lớn trong cái chuyện là thoái vốn, trong cái chuyện là chốt lời. Đấy. Còn thị trường US Future, tức là thị trường hợp đồng tương lai tại Mỹ, như tôi nói ngay từ đầu đã phản ánh ngay cái xu hướng của kỳ họp, cái biên bản được công bố vào ngày hôm qua của FOMC. Thì đấy là những cái dấu hiệu để cho chúng ta có thể nhìn thấy, và chúng ta sẽ tự đưa ra cái kế hoạch của cho chính bản thân mình. Đấy, mỗi một cá nhân ở đây, một nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính thì lập tức chúng ta cần phải hiểu những cái nguyên lý và những cái điểm mà tác động mạnh mẽ đến thị trường và đến trực tiếp đến những cái tài sản mà mình nắm giữ. Thực ra thì tôi có thể chia sẻ thêm với các bạn như thế này: khi chúng ta đầu tư vào một lớp tài sản ở đây, ví dụ như là cổ phiếu đi, thì cổ phiếu Việt Nam đúng không ạ, thì chúng ta phải xem rằng là cái sự biến động của cổ phiếu Mỹ cũng như là các cái yếu tố vĩ mô của Mỹ có liên quan gì đến cả Việt Nam hay không. Thì nếu như ở trong chương trình Wealth Intelligence thì tôi nghĩ rằng là tôi và anh Long đã chia sẻ rất là kỹ về những cái yếu tố vĩ mô mà chúng ta cần quan sát. Thì tôi có thể chia sẻ thêm với các bạn ở đây, đó là đây cũng là một cái yếu tố vĩ mô mà chúng ta cần quan sát, tại vì thị trường Mỹ dù gì thì nó vẫn là cái thị trường mang tính chất là dẫn dắt thị trường toàn cầu. Và hiện tại cái sự tham gia của các cái quỹ ngoại vào thị trường Việt Nam, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như mà cái lãi suất ở Mỹ nó tăng thì họ sẽ thường có xu hướng là chuyển cái dòng tiền đang rủi ro ở chỗ khác về và mang về Mỹ, tại vì cái lãi suất nó cao hơn. Thì đấy là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Tất nhiên rằng là nó sẽ không có hàm nghĩa rằng là ngay ngày mai thị trường Việt Nam sẽ xuống hay là lên, chúng tôi sẽ không bao giờ đưa vào những cái nhận định như vậy. Nhưng mà chúng tôi muốn bổ sung vào là trong cái khung kiến thức của chúng ta, FOMC, đặc biệt là FOMC dot plot, đó là một cái yếu tố chúng ta cần tập trung, và chúng ta cần phải xem rằng là ý chí của nhà điều hành đang như thế nào. Và tất nhiên là khi mà họ đưa ra cái quyết định tăng lãi suất thì như lần trước tôi đã chia sẻ rất là kỹ rồi, họ phải dựa vào công thức Taylor đúng không? Họ phải dựa vào cái số liệu GDP và họ phải dựa vào cái số liệu lạm phát, chứ không chỉ rằng là ở đây chỉ là các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Mỹ họp và quyết định một cách gọi là không có yếu tố dữ liệu ở dưới. Thì thêm một cái điểm nữa rằng là đây nó ảnh hưởng đến lãi suất, lạm phát và GDP, đó là những cái trọng tâm về macro, về kinh tế vĩ mô mà mỗi người đã học về Wealth Intelligence cần lưu ý, kể cả ở thị trường Mỹ lẫn thị trường Việt Nam. Thì đấy là cái điểm tôi muốn chia sẻ. Cảm ơn anh Tuấn. Và nó cũng sẽ là một trong cái nội dung quan trọng của chúng tôi trong các cái chương trình mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA trên group Facebook của chúng tôi. Sắp tới thì đến cuối tháng 6 này, dự kiến sang đầu tuần thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình một cái chương trình có tên gọi là We Talk. We có nghĩa rằng là chúng tôi, và cũng có nghĩa là wealth, tức là quản lý gia sản, quản lý tài sản, quản lý sự thịnh vượng của bản thân. Và từ trong chương trình We Talk đó thì chúng tôi sẽ nói về các cái yếu tố rất quan trọng để ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, ảnh hưởng đến chất lượng của tài sản và những cái tài sản đầu tư. Và xin rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các bạn chương trình tiếp theo, cũng như là xin mời các bạn tham gia vào các chương trình WeTalk sắp tới của chúng tôi trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA. Xin trân trọng cảm ơn.